Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cắt bài số 4, bài cắt square layer hay còn gọi là cắt layer vuông, layer tách lớp vuông. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ chia đôi tóc, sau đó chúng ta sẽ lấy một cái lớp tóc đầu tiên ở phần dưới gáy, ở phần phân u gáy là khoảng 2 cm. Các bạn cắt xác định chiều dài mà mình mong muốn. Với cái mức nâng là một ngón tay. Thế xong khi cắt xong chúng ta đo ngay hai bên xem đã cân bằng chưa. Vì cái lớp đầu tiên này chúng ta nên làm thật là kỹ. Lớp đầu tiên này nó sẽ là cái nền tảng, là cơ sở để chúng ta cắt toàn bộ các cái phần tóc còn lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy tóc, chia tóc khoảng từ 1 cm một. Nó cắt như vậy thì nó sẽ đạt được độ chính xác tương đối cao. Và chúng ta cũng tập thao tác được nhiều lần. Chúng ta cắt bằng lớp phía bên dưới. Khi các bạn chải tóc thì chúng ta nhớ đặt sát cái khay lược vào trong chân tóc. Phía dưới chúng ta sẽ cắt thành một đường thẳng. Thì lúc này cái khay lược sẽ là cái thước đo của chúng ta.